Adri, tôi chỉ muốn kiểm tra tiền của tôi. Tôi muốn trở thành người quyền lực và giàu có nhất thế giới này. Vậy tôi có thể làm bất cứ điều gì vì điều đó. Vậy tôi chỉ đang kiểm tra nó thôi. Bây giờ quyền quyết định là ở trong tay cô. Cô có thể bắn tôi. Điếp sẽ không bao giờ dừng lại đâu. Đó là lý do tại sao tôi đã cử Aruhi đuổi theo nó rồi. Tôi cũng đang đến đó. Giờ hôm nay Điếp sẽ không thể trốn thoát. Aruhi, cô đang suy nghĩ gì chứ? Bắn đi. Dừng lại. Điếp, dừng lại đi. Tôi yêu cầu anh hãy dừng lại đó. Điếp. Tôi sẽ không để cho anh đi. Cũng như không thể để anh làm những gì sai trái. Tức giận lên những thứ vô tri này thì có ích gì chứ? Và tức giận rất có hại cho sức khỏe đó. Có phải mày đang gài bẫy Aruhi không? Mày đã nói gì với cô ấy? Nói đi, mày đã nói gì với cô ấy? Chính ông mới là kẻ lừa đảo, chứ không phải là tôi. Vậy không cần phải lo lắng quá nhiều cho bộ phim này đâu. Nó sẽ không kéo dài được lâu đâu. Điếp. Hãy dừng vở kịch đó lại đi. Đừng cố gắng đến gần tôi hết lần này đến lần khác. Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rằng không có bất kỳ chỗ nào dành cho bất kỳ ai trong cuộc sống của tôi ngoài trừ động cơ. Và bất kỳ ai xen vào động cơ của tôi, người đó sẽ không bao giờ còn sống, cho dù đó là ai. Và cô là kẻ đã phá hỏng mọi kế hoạch của tôi. Hàng của tôi đã không đến đúng vị trí của nó. Nhưng tôi sẽ không để cho cô làm điều đó một lần nữa. Cô sẽ không thể ngăn cản tôi. Tôi sẽ vẫn ngăn cản. Nếu anh nghĩ rằng tôi sẽ lùi bước thì đó là quan niệm sai lầm của anh. Tôi đã ngăn cản được anh, vậy thì ngày mai tôi cũng sẽ ngăn cản được anh thôi. Chỉ là trước đây tôi đã ký anh, nhưng hôm nay tôi sẽ dùng tình yêu của mình để ngăn cản bước đi sai lầm của anh. Tôi sẽ ngăn cản những gì sai trái mà tổn thương đã gây ra cho anh, ngay cả khi phải làm bất cứ điều gì để ngăn cản nó. Dừng lại đi. Thế giới mà tôi đã bước vào, thậm chí nó còn không có con đường nào sao? Không có lối thoát nào. Đó là lý do tại sao hoặc là tôi phải bước tiếp, hoặc là tôi sẽ phải kết thúc sinh mạng của mình. Vậy cô đang nói về tình yêu nào chứ? Mỗi lúc cô càng muốn điều to lớn hơn. Vậy bây giờ nếu như người khác đến đây, vậy kể cho cô nghe về một điếp hoàn toàn khác, cô sẽ tin tưởng vào người đó? Vậy lại quay sang nghi ngờ tôi, tình yêu của tôi. Tình yêu mà cô đang nói, nó chỉ có thù hận và nghi ngờ tôi. Nếu cô thật sự yêu tôi thì làm ơn đừng ngăn cản con đường của tôi nữa. Không biết lần này anh sẽ không bao giờ rời xa tôi. Trong ngần ấy năm, lần đầu tiên tôi đã bày tỏ sự thật của mình trước mặt của anh. Tôi biết rằng anh không phải là một người không có trái tim. Khi bị tổn thương anh cũng sẽ đau lòng. Vì vậy tôi sẽ không để cho anh bị tổn thương bởi người khác. Kia. Chị ổn phải không? Chị hứa với em rằng sẽ sớm thôi, chị sẽ khắc phục. Không ai có thể ngăn cản được chị đâu. Không cần phải chọc tức tôi bằng cách gọi lại cho tôi như vậy đâu. Điếm này không bao giờ quay lưng lại với những lời hứa của mình. Có một số công việc quan trọng nên việc giao hàng sẽ bị chậm. Giang sẽ đến tay của ông ngay hôm nay bằng bất cứ giá nào. Điếp. Điếp không ở đây.
Cô đang tìm Điếp phải không? Nó đã lừa cô một cách rất dễ dàng. Cô nghĩ rằng bất cứ điều gì Điếp đang làm là sự thật sao? Tôi biết rất rõ về Điếp. Nó không bao giờ có thể nói sự thật được đâu. Cả cuộc đời của nó đều là dối trá và giả dối phản bội thôi. Hãy nghe thật kỹ đi. Nó không bao giờ làm bất cứ điều gì mà không có lý do. Không, ông nói dối. Ông đã giấu tôi rất nhiều điều. Hãy nói cho tôi biết, có phải ông đã tra tấn Điếp trong thời thơ ấu của anh ấy không? Ông đã luôn khiến cho anh ấy cảm thấy mình yếu đuối và vô dụng phải không? Ông đã khiến cho một đứa trẻ ngây thơ phải sợ hãi tất cả mọi thứ trên cuộc đời này. Dù hôm nay Điếp đã làm gì thì tất cả đều là do ông. Ông đã khiến anh ấy trở thành con người như vậy. Cũng như trồng một loại cây, khi ông chăm sóc cho nó sẽ ra trái, còn gửi lại nó sẽ khô héo. Hãy nghe tôi nói, bất cứ điều gì Điếp nói với cô hoàn toàn là giả dối. Nó chỉ đang cố gắng lừa cô thôi. Vậy là ông đã nói thật sao? Đúng. Có nghĩa là ông chưa bao giờ trừng phạt anh ấy? Ông chưa bao giờ hành hạ anh ấy trong tuổi thơ của anh ấy sao? Ông chưa bao giờ dùng thái lưng để đánh anh ấy gần chết? Ông không bỏ anh ấy vào thùng rác hay là giấn nữa anh ấy? Cũng hãy nói rằng ông có mẹ nhúng anh ấy vào một chiếc rương. Hãy nói rằng ông chưa bao giờ làm điều đó. Đúng, tôi đã làm. Tôi đã đánh nó đó. Nhưng tất cả đều là có lý do đằng sau. Nếu nó chịu nói với cô thì hãy để tôi nói với cô. Và Sunara, trà của tôi đâu? Trà đi. Và Sunara, Điếp đã ném đá giữa đầu con trai của tôi đó. Nhìn xem, nó đã bị thương rất nặng. Điếp, chuyện này là sao? Con đã đánh nó. Vì nó gọi con là kẻ hèn nhát. Nếu nó còn dám lặp lại thì con vẫn sẽ đánh nó thôi. Chuyện này chẳng là gì. Nó dối trộm cắp là thói quen của nó từ nhỏ rồi. Một lần nó đã đánh nhau với một số trẻ còn lớn hơn nó và chấn lột tiền của bọn trẻ đó. Và khi Ra biết được những chuyện mà nó đã làm, Ra đã yêu cầu nó trả lại toàn bộ số tiền đó. Nếu không nó sẽ kể chuyện đó cho cha mẹ nghe. Và cô biết Điếp đã làm gì Ra không? Trai, sao lại không thấy Ra ở đâu hết? Điếp cũng ở đâu rồi? Cả hai nó còn chưa về nhà sau khi tan học. Có thể là nó đã ra chợ chơi. Tôi không biết hai đứa nó đã đi đâu nữa. Âm thanh gì ở đây vậy? Trai, con làm sao vậy Trai? Con trai, có chuyện gì xảy ra? Nói cho ba nghe. Điếp. Vì vậy mà ngày hôm đó tôi đã nhốt Điếp vào trong rương để nó hiểu được nỗi đau của nó đã gây ra cho em trai của mình. Tôi cứ tưởng nhờ đó mà Điếp có thể khá hơn. Nhưng không, nó càng hành động càng tồi tệ hơn. Đầu tiên nó đã ăn trộm những thứ nhỏ, sau đó là vàng bạc và kim cương. Và bây giờ nó đã buôn lậu vũ khí bất hợp pháp rồi đó. Tất cả là gì? Ông nói cứ như thể những gì ông muốn đều là gì tốt cho tôi thôi. Nhưng thật ra chúng đều là lời giả dối. Nghe đi, có thể những lời nói của tôi sẽ không khiến cho bất kỳ ai tin, nhưng nếu như sự thật được phơi bày ngay bây giờ thì sao? Và Sunara, bây giờ bà hãy nói đi. Bà biết sự thật mà, phải không? Một bên là con trai, một bên là chồng tôi. Tôi rất tiếc, tôi không thể nói bất cứ điều gì. Bà lúc nào cũng chỉ nói xin lỗi. Bà chẳng dám nói gì, chỉ biết im lặng thôi. Trước đây cũng vậy, chứ bây giờ cũng vậy. Nhưng không sao, Aroi, nếu như cô muốn ủng hộ sự dối trá của Điếp thì cứ làm đi. Nếu cô có thể ủng hộ tôi thì tôi có thể làm điều đó. Bất kỳ những gì Điếp đang nói đều là sự thật. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào Điếp. Vậy tôi sẽ ủng hộ Điếp. Tôi không tin lời nói dối nào của ông hết. Tôi sẽ không phạm sai lầm khi nghi ngờ Điếp nữa đâu. Aroi,
cô đang phạm sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô đó. Giờ cô sẽ phải hối hận. Tôi tin tưởng hơn anh. Lần này tôi sẽ không nghi ngờ anh nữa đâu. Tôi sẽ sát cánh bên anh. Tôi không cần sự hỗ trợ của cô hay bất kỳ ai hết. Hãy làm những gì như cô được bảo đi. Và đừng cản đường của tôi. Tôi không mong đợi bất cứ điều gì từ cô. Điếp, dù giông bão có lớn đến đâu, nhưng nếu như có niềm tin thì ngay cả con tàu lớn nhất cũng có thể vượt qua bãi đá ngầm. Vậy tôi hoàn toàn tin tưởng vào bản thân. Tôi sẽ đưa anh rời khỏi thế giới đen tối, giờ rời xa con đường sai trái của anh. Bằng cả tình yêu thương, tôi sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra. Tôi sẽ không để anh đi đâu hết. Chẳng phải tôi đã nói với cô rằng đừng cản đường của tôi rồi sao? Vậy thì tại sao cô lại khiêu khích tôi chứ? Làm ơn đi đi. Cô đã bị thương rồi đó. Đó là hậu quả của việc không nghe lời tôi. Tất cả cảm xúc của tôi đã chết rồi. Vì vậy đừng cố gắng làm gì. Tôi chỉ có một mục tiêu, đó là chạm vào bầu trời thôi. Từ nơi đó tôi có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Và để có được sức mạnh đó, tôi phải làm tất cả mọi thứ. Nếu trong anh không còn một chút cảm xúc nào, thì tại sao anh phải dừng lại để chăm sóc cho tôi? Sau khi nhìn thấy tôi bị thương, anh đã không rời khỏi tôi. Tôi chỉ ở lại để bồi thuốc cho cô thôi, và nó sẽ lành nhanh thôi. Dừng vở kịch của cô lại đi. Đừng ngăn cản tôi nữa. Điếp, hãy nhớ rằng tôi là vợ của anh. Tôi sẽ ngăn cản anh làm những gì sai trái. Nó đâu rồi? Trả nó cho tôi. Điếp, làm ơn đi. Aruhi, tôi đang nói lần cuối, hãy trả chiếc túi cho tôi. Làm ơn. Điếp. Điếp, dừng lại đi. Điếp, dừng lại. Điếp, dừng lại đi. Điếp, điếp. Dân, lẽ ra chúng ta nên gặp nhau, nhưng có vẻ anh đã thay đổi kế hoạch. Kế hoạch vẫn như cũ. Mọi thứ xảy ra là vì Aruhi đã ngăn cản tôi. Nhưng tôi đang đến đó đi. Anh cũng nên đến đó. Hàng sẽ đến đúng vị trí của nó, và anh sẽ có phần của mình. Được. Dừng lại. Điếp trai sinh, đi đi. Vàng của anh đi. Được rồi, tiền sẽ được gửi vào tài khoản của anh. Được rồi, cảm ơn. Này, dừng lại. Chuyện gì chị?
Ông quên là tôi là ai rồi sao? Anh đang nghĩ gì chứ? Anh mang gạch đến đây, vậy có thể lừa được tôi sao? Anh đã phản bội chúng tôi. Tôi sẽ trả hàng tỷ đô la cho mớ gạch này sao? Tôi đâu có ngu. Chết tiệt, Aruhi, tôi biết đây là do cô đã làm. Cô đã phạm một sai lầm lớn rồi đó. Bây giờ tôi sẽ không tha cho cô đâu. Aruhi trước đó đã nói với tôi rằng cô ta sẽ đổ túi. Vậy tôi đã lo sợ điều này. Bây giờ anh sẽ không thể sống sót rời khỏi đây nữa. Mình đã đổ túi, nhưng hy vọng là Deep sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào. Có trời mới biết được mình đã làm đúng hay sai. Không biết bây giờ Deep đã ra sao rồi. Số này là của ai? Xin chào. Tôi biết cô đã đổ chiếc túi đó, nhưng cô đã phạm một sai lầm rất lớn. Bây giờ Deep sẽ phải nhận lấy trừng phạt vì lỗi lầm của cô. Tính mạng của anh ta đang gặp nguy hiểm. Hãy đến sớm để nhận xét anh ta đi. Không, làm ơn. Dừng lại đi, tôi sẽ đến đó. Làm ơn dừng lại, alo. Không, Deep. Deep không thể có chuyện gì xảy ra. Anh không nên bị trừng phạt vì lỗi của tôi. Đó là lỗi của tôi. Deep. Deep không ở đây. Anh ấy để đi đâu? Cái túi này. Deep. Tốt. Con cá đã mắc vào lưới rồi. Khi nhìn thấy các anh ở đây, có vẻ như Deep đã ở đây. Anh ấy đã dạy cho các anh một bài học. Vậy sau đó rời khỏi đây. Vậy là các anh đã lừa tôi đến đây sao? Cô hoàn toàn đúng rồi đó. Deep đã mắc sai lầm. Anh ta đã đưa cho chúng tôi chiếc túi đầy gạch. Và anh ta có thể nghĩ rằng anh ta rời khỏi đây một cách dễ dàng vậy sao? Bây giờ cô sẽ phải bù đắp cho những tổn thất này. Đừng nghĩ đến gì chèm vào tôi. Tôi sẽ hoàn thành công việc của Deep chứ hoàn thành lúc trước. Bây giờ hãy quên Deep đi. Ngay cả thần linh cũng không thể cứu được cô đâu. Aruhi. Có chú mới biết được cô ta đâu rồi. Nhớ đầu cô ta rời đi cùng với chiếc túi đầy vàng đó thì sao? Tại sao lại không nhấc máy? Aruhi, cô đã quá sai lầm rồi. Hãy quên tất cả những điều đó đi. Giờ hãy lắng nghe cẩn thận đi. Không cần phải tốn công đi tìm Aruhi nữa đâu. Bởi vì bây giờ chúng tôi đã có cô ta. Hãy mau chóng đến đi. Cùng với số vàng của chúng tôi đi. Không đi, đừng lo lắng cho tôi. Đừng đến đây. Bọn họ sẽ giết chết anh mất. Ôi chúa ơi, không thể tin được điều này. Tại sao lại hết xăng lúc này chứ? Aruhi,